Xin chào quý thầy cô và các bạn, con tên là Lê Nhật Kiệt, học lớp 43 trường Lê Thị Hồng Gấm. Trước đây con rất lười đọc sách và mỗi khi có thời gian rảnh con thường chơi game với lại cô điện thoại. Thầy và cô giáo đã tặng cho con cuốn tự truyện Hiền Dế Mạng Phiêu Lưu Ký và con cảm thấy nó rất hay nên muốn chia sẻ với mọi người. Nào chúng ta cùng phiêu lưu với giấy mạng nhé! Tô Hoài viết: biết ước mơ và hành động, giới mèn của tôi chắc chắn là bạn chung thủy với thế hệ tuổi thơ của bạn. Tuy nhiên, em lại bị cuốn hút bởi những hồi ức tuổi thơ đẹp của ông, những chuyến phiêu lưu xa lạ với tuổi thơ của em ở thành phố ồn ào và náo nhiệt. Chuyến phiêu lưu của giá mèn đã vẽ lại cho em bức tranh làng quê, đồng ruộng, sông suối. Mỗi khi được ba mẹ cho về quê chơi mỗi kỳ nghỉ hè, mở đầu tập tự truyện là một kỷ niệm đáng nhớ của giá mèn khi được mẹ cho ra ở riêng và tự lập. Hoặc do ăn uống điều độ nên mèn nhanh chóng có một cơ thể to lớn và khỏe mạnh, nên mèn đã quyết định chọc giận chỉ cóc. Kết quả, cóc đã chút giận lên dế chóc và dế chóc đã chết. Sau cái chết của dế chóc, mèn đã trở thành một mèn khí phách trong những chuyến phiêu lưu sau. Cuộc phiêu lưu thứ ba của mèn là khi mèn giải cứu chị nhà trò khỏi vòng vây của bọn nhện xấu xa mà mình đã được học trong sách giáo khoa lớp 4 tập 1 đó các bạn. Sau đó thì mèn đã về nhà thăm mẹ và gặp được người bạn tuổi. Mèn và tuổi nhất trí với nhau sẽ phiêu lưu trên một chiếc bè lá sen. Sau đó hai người tới làng Trường Trường, nhưng ở làng Trường Trường đang diễn ra một cuộc đấu võ nên mèn và tuổi cũng tham gia luôn. Mèn thì đấu thắng được bọn ngựa, còn tuổi thì đấu thắng được bọn muỗng. Nhưng trong trận chung kết thì cả hai mèn và trỗi phải đấu với nhau. Thay vì đánh nhau thì mèn và trỗi lại bắt tay nhau giảng hòa. Mình thích chi tiết này nhất vì nó gợi lên trong lớp mình những dạy. Ban đầu cũng đánh nhau, nhưng sau đó thì cả hai đều chơi thân với nhau. Mình thích nhất là nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về quyển hồi ký này. Con dế từ tay ông thả ra chu du khắp thế giới và mang lại những điều tốt đẹp cho loài người. Điều tốt đẹp ấy là chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà em và mẹ đã làm ở dịp cuối tuần. Và em cũng giúp mẹ tưới cây, lau dọn nhà cửa vì em không muốn giống như mẹ. Sau những cuộc phiêu lưu thì không gặp lại được mẹ nữa. Và em muốn lớn lên có thể phiêu lưu giống như mẹ và đem những sự tốt đẹp tới cho những khu làng quê. Mỗi cuốn sách mở ra cho chúng ta những thế giới tươi đẹp. Chúng ta hãy cùng khám phá những ký ức đẹp và những sự tử tế nhé các bạn. Tạm biệt mọi người.